Ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử 46 bị cáo trong sới bạc quy mô khủng ở quận 6. Nguyễn Minh Thành, Trần Văn Nghĩa, Phan Ngã Sám và 22 bị cáo khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 20 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn bị truy tố về cả hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang hai nhóm người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà tại bãi đất trống ven đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6, thu giữ hơn 265 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Quá trình điều tra xác định, trong năm 2020, Thành vay tổng cộng 1,3 tỷ đồng để tổ chức và duy trì hoạt động sòng bạc. Cáo trạng quy kết Thành là người tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc và thu lợi bất chính từ 1,3 đến 1,4 tỷ đồng. Thành cũng khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ tiền quà với một số cán bộ công an để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ về hoạt động của sới bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ.